Chào mừng quý anh chị đến với kênh Hyundai Tuyên Quang, chuyên cập nhật thông tin mới nhất về giá bán, ưu đãi, review cũng như hướng dẫn sử dụng các dòng xe Hyundai. Đầu tháng 8 dòng xe Hyundai i10 ưu đãi giảm 50% thuế trước bạ xe, giảm giá bán từ đại lý lên đến 30 triệu đồng, tặng một năm bảo hiểm thân vỏ trị giá 6 triệu. Tổng đã lên đến 65 triệu đồng cho Hyundai i10. Hôm nay em sẽ đem đến cho anh chị bảng giá mới nhất những ngày đầu tháng 8 của dòng xe đang bán chạy nhất phân khúc này. Bây giờ em sẽ đi vào chi tiết về giá bán tổng lăn bánh của từng phiên bản để anh chị nắm bắt được thông tin luôn ạ. À. Đầu tiên là phiên bản i10 ATH bách bản đủ. Mẫu này có mức giá lấy miết là 435 triệu đồng. Tổng khuyến mại trong tháng 8 lên đến 60 triệu đồng thưa quý anh chị. Với đoạn như vậy, lăn bánh tại Tuyên Quang, nếu chị mua trả thẳng sẽ là 436 triệu. Mua trả góp, anh chị chuẩn bị cho em là 117 triệu là nhận xe ạ. À. Còn ở các tỉnh khác thuế 10% như Hà Giang Đấy chị mua trả thẳng sẽ là 434 triệu Mua trả góp anh chị chuẩn bị cho em là 115 triệu là nhận xe ạ Lăn bánh khi trả thẳng em đã tính ở trên Sẽ không bao gồm bảo hiểm vật chất và dịch vụ đăng ký Vì phần này anh chị không thể tự đi làm được Còn trả góp thì em đã tính gần như đủ hết rồi ạ Tuy nhiên giá lăn bánh thực tế sẽ còn phụ thuộc vào phiên bản Màu xe, thời gian lấy, tình hình kho xe Cũng như chính sách vay ngân hàng và bảo hiểm nữa ạ để biết giá lăn bánh chính xác và nhanh nhất thì anh chị gọi cho em theo số hotline trên màn hình. Em đảm bảo có giá tốt nhất trên thị trường ạ. À. Tiếp theo là phiên bản i10 ATH Bách bản tiêu chuẩn. Mẫu này có mức giá limit là 425 triệu. Tháng này đại lý em ưu đãi cho anh chị ở phiên bản này lên đến, đến 65 triệu đồng. <laughs> Với đại như vậy lăn bánh tại Tuyên Quang khi anh chị thanh toán trả thẳng sẽ là 415 triệu, mua trả góp anh chị chuẩn bị cho em là 113 triệu là nhận xe ạ. Còn ở các tỉnh khác thuế 10% như Hà Giang, thanh toán trả thẳng sẽ là 413 triệu. Mua trả góp anh chị chuẩn bị cho em là 111 triệu là nhận xe ạ. Lăn bánh trả thẳng em tính ở trên sẽ không bao gồm có bảo hiểm vật chất và dịch vụ đăng ký. Vì phần này anh chị có thể tự đi làm được. Còn trả góp thì em đã tính gần như đủ hết rồi ạ. Và cuối cùng là phiên bản i10 số sàn bản tiêu chuẩn. Mẫu này có mức giá lên biết là 380 triệu. Phiên bản này này đại lý em ưu đã cho anh chị lên đến 61 triệu đồng. Lăn bánh tại tuyên quang như sau. Thanh toán trả thẳng sẽ là 371 triệu. Mua trả góp anh chị chuẩn bị cho em là 104 triệu ạ. Còn ở các tỉnh khác thuế 10% như Hà Giang. Thanh toán trả thẳng sẽ là 367 triệu. Mua trả góp anh chị chuẩn bị cho em là 100 triệu là nhận xe ạ lăn bánh trả thẳng em tính ở trên không bao gồm bảo hiểm vật chất và dịch vụ đăng ký vì phần này anh chị có thể tự đi làm được ạ còn trả góp thì em đã tính gần như đủ hết rồi ạ tuy nhiên giá lăn bánh thực tế sẽ còn phụ thuộc vào phiên bản màu xe thời gian lấy xe tình hình kho xe cũng như chính sách vay ngân hàng và bảo hiểm nữa ạ hiện tại nhu cầu mua xe đang tăng cao nên chương trình khuyến mại có thể kết thúc bất cứ lúc nào ạ vậy nên để có giá lăn bánh tốt nhất và chính xác anh chị đừng ngần ngại liên hệ với em theo số hotline hiển thị phía trên màn hình. Em đảm bảo có giá tốt nhất trên thị trường ạ. À. Sẵn sàng xe giao ngay phục vụ đến quý anh chị ạ. À. Trên đây là toàn bộ chính sách bán hàng ở các phiên bản i10 Hatchback tại thời điểm đầu tháng 8. Hy vọng những thông tin em chia sẻ ở video này sẽ giúp đỡ quý anh chị trong việc lựa chọn mẫu xe phù hợp. Em cảm ơn quý anh chị và hẹn gặp lại anh chị ở các video tiếp theo ạ. À.